vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Con người và vũ trụ trên trang web khosachnói.com.vn. Chúng ta hãy cùng đến với phần cuối cùng trong phần 2 của quyển sách này. Phần 2, mục 4, những đặc tính khoa học trong Phật giáo. Cách đây 18 năm, Frithjof Capra xuất bản cuốn Đạo của vật lý. Cuốn này đã tức thời nổi tiếng, cả hai giới khoa học và bình dân đều tán thưởng cuốn sách này. Phản ứng trên thật ra cũng dễ hiểu, vì có thể nói đây là lần đầu tiên một vật lý gia viết một cách bình dân, dễ hiểu để đưa ra và so sánh khá nhiều những sự giống nhau giữa những quan niệm mới của khoa vật lý học, các hạt nhỏ và triết lý tôn giáo Đông Phương, đặc biệt là Đạo Phật. Sau đó thì Gary Yukov đã xuất bản cuốn Điều vụ của các thầy vật lý và Michel Tombaugh cuốn Huyền nhiệm học và vật lý mới. Hai cuốn này viết theo đường hướng cũng giống như Capra, nhưng không có gì đặc biệt hơn và cũng không nổi tiếng bằng cuốn The Tale of Physics. Có một điểm chung trong cả ba cuốn sách nêu trên, đó là muốn giải thích một số những hiện tượng trong ngành vật lý các hạt nhỏ ở mức năng lượng cao, các khoa học gia phải nhờ vào những quan niệm xa xưa của các tôn giáo Đông Phương, nhất là Đạo Phật. Nói cách khác, triết lý Phật giáo đã giúp các khoa học gia giải quyết được một số những khó khăn trong ngành vật lý mới. Trong khi đó, gần đây, một số những Phật tử có lẽ là mặc cảm trước những hào quang tiến bộ của khoa học vật chất, lại theo con đường ngược lại, tìm cách dùng khoa học để chứng minh một số những quan niệm trong Phật giáo, cho rằng như vậy là để làm tăng uy tín của Phật giáo. Tôi cho rằng đây là một hành động ngược chiều. Trong bài này, tôi sẽ cố gắng trình bày để các độc giả thấy rõ phần nào một sự thật rằng những căn bản, phương pháp khảo cứu khoa học, những tiêu chuẩn khảo cứu trong khoa học thực nghiệm v.v. đều có thể tìm thấy trong những kinh điển Phật giáo. Chưa kể tới một số những thành quả trong khoa học tân tiến ngày nay, chẳng qua cũng chỉ là khám phá lại những điều mà Đức Phật và các đệ tử truyền thừa đã khám phá ra từ hơn 2.000 năm trước. Nhưng trước hết, có lẽ chúng ta cũng nên duyệt qua và nhận định về Phật giáo và khoa học của một số người có tên tuổi trong cộng đồng quốc tế. Một là Albert Einstein, nhà khoa học nổi tiếng nhất thế kỷ 20 về thuyết tương đối trong vật lý, đã phát biểu như sau: nếu có một tôn giáo nào thích nghi được với những nhu cầu khoa học tân tiến, thì đó chính là Phật giáo. 2. Sir Edwin Arnold, người nổi tiếng cuốn thơ Ánh sáng Á Châu, khẳng định rằng: tôi thường nói và tôi sẽ còn nói hoài là giữa Phật giáo và khoa học tân tiến có một số mối ràng buộc trí thức gần gũi với nhau. 3. Benjamin Russell, nhà triết học và toán học nổi tiếng toàn cầu, trong cuốn Lịch sử triết học phương Tây, đã viết: Phật giáo là một tổ hợp của triết lý suy cứu và triết lý khoa học. Phật giáo ủng hộ phương pháp khoa học và theo phương pháp này để tới một cứu cánh có thể gọi là thuần lý. Phật giáo còn đi xa hơn khoa học vì khoa học bị giới hạn bởi những dụng cụ vật lý. 4. Tiến sĩ Radhakrishnan. Nếu Phật giáo hấp dẫn đối với trí óc tân tiến, đó là vì Phật giáo có tinh thần khoa học, thực nghiệm chứ không phải dựa trên bất cứ một giáo điều nào. 5. Tiến sĩ Graham Hull, nhà phân tâm học nổi tiếng Anh Quốc, đã nói như sau: đọc một chút về Phật giáo, ta cũng có thể nhận thức được rằng từ 2.500 năm trước, Phật giáo đã biết những vấn đề mới về tâm lý nhiều hơn là chúng ta thường biết tới. Họ nghiên cứu những vấn đề này từ lâu và cũng đã tìm ra phương thức giải quyết chúng. Ngày nay chúng ta chỉ khám phá lại trí tuệ thông thái cổ xưa của Đông Phương. Chúng ta hãy tìm hiểu tại sao những nhân vật nổi danh như trên và nhiều nhân vật khác nữa mà tôi không thể kể hết ra đây lại đưa ra những nhận định như vậy. Chúng ta biết rằng đối tượng khảo sát của khoa vật lý học là vật chất. Khi khảo sát vật chất, các khoa học gia thường dùng năm giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể để biết về những đối tượng của các giác quan như hình tướng, âm thanh, mùi vị, cảm giác qua sự tiếp xúc và những thứ còn lưu lại trong ý thức. Ngoài ra, những khảo sát khoa học thường được đặt trong những khái niệm về thời gian, phương hướng, vận tốc di chuyển, thứ tự và số lượng, còn với những dụng cụ đo lường do con người phát minh để đáp ứng những nhu cầu khảo sát. Nếu chúng ta biết về duy thức học trong Phật giáo, thì chúng ta thấy rằng các khoa học gia chỉ dùng có 16% của số 100 pháp được phân loại thành 8 tâm pháp, 51 tâm sở hữu pháp, 11 sắc pháp, 24 tâm bất tương ưng hành pháp và 6 vô vi pháp. Xin đọc Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận, nghĩa là các khoa học gia chỉ sử dụng với 11 sắc pháp, trong đó có 5 căn là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn và thân căn, mắt, tai, mũi, lưỡi và thân thể, và 6 trần là sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. Hình tướng, âm thanh, mùi vị, cảm giác do tiếp xúc và bóng dáng của 5 trần trên còn lưu lại trong ý thức khi các căn không còn được tiếp xúc trực tiếp với trần nữa. Còn với 5 tâm pháp trong số 21 tâm bất tương ưng hành pháp là thời gian, phương hướng, vận tốc di chuyển, số lượng và thứ tự, thời, phương, thế tốc, số và thứ đệ. Ở đây tôi không có ý định đi sâu vào thiên luận 100 pháp đại, mà chỉ muốn nói lên điểm khúc yếu như sau. Khi mà khoa học không thể tiến hơn được nữa vì những giới hạn tự tại của 5 căn 6 trần và những dụng cụ đo lường,
thì Phật giáo vẫn còn có thể tiếp tục đi xa hơn, bởi lẽ Phật giáo ngoài sự khảo sát những đối tượng vật chất còn chú trọng nhiều đến những vấn đề tâm linh, cho nên đã vượt đi ra ngoài những giới hạn của vật lý khoa học. Do đó chúng ta có thể nói Phật giáo là một siêu khoa học, super science, được thành lập trên căn bản trí tuệ bát nhã, trí tuệ nhận thức được thực tướng của vạn pháp. Trong Phật giáo, duy thức học cho chúng ta một hệ thống triết lý, phân tâm học rất đầy đủ và tiến bộ hơn bất cứ một hệ thống nào trong khoa học hiện đại. Nếu chúng ta đã quen với cách viết một bản phúc trình khoa học, thì chúng ta thấy rằng ngay ở phần đầu của bản phúc trình, chúng ta phải liệt kê những điểm sau đây: tên người phụ trách chính và các phụ tá nếu có, thời gian và nơi làm thí nghiệm, đối tượng của thí nghiệm, những vật liệu và dụng cụ máy móc dùng để làm thí nghiệm. Trước khi viết phần chính của bản phúc trình, điều này hầu như là một mẫu mực chung trong giới khoa học. Này, ta thử đi vào cấu trúc của các kinh điển Phật giáo. Tất cả kinh Phật đều được bắt đầu bằng một phần thông tự mà ngay từ đầu là 6 điều tinh chứng hay 6 điều thành tựu, lục chủng chứng tính hay lục chủng thành tựu, tính văn, thời, chủ, xứ, chúng. Muốn hiểu rõ hơn, chúng ta hãy lấy một thí dụ, kinh Thủ Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm bắt đầu: tôi nghe như vậy, một thời nọ, Phật ở tại Tịnh Xá Kỳ Hoàng, thành Thức La Phiệt cùng 1250 đại tỳ khưu. Như vậy, biểu thị một khẳng định đáng tin, tính. Tôi nghe, biểu thị nguồn gốc của sự hiểu biết, đó là văn. Một thời nọ chỉ định thời gian tính, tức là thời. Phật chỉ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị hóa chủ của đại chúng và người thuyết kinh, chính là chủ. Tại chỉ nơi thuyết kinh, xứ, cùng với chỉ những người nghe Phật thuyết kinh, tức là chúng. Như vậy, phần thông tự chứng tỏ tính chất xác thực của kinh và 6 điểm kể trên đã dự phần bố trí hệ thống của toàn kinh và biện chứng để dẫn khởi lòng tin của người học Phật, cho nên được gọi là 6 điểm thành tựu. Cái tinh thần chính xác, rõ ràng, minh bạch của kinh Phật cũng là cái tinh thần mà các khoa học gia ngày nay đòi hỏi phải hội đủ trong bất cứ một cuộc thí nghiệm nào. Đi thêm vào chi tiết, chúng ta đọc cuốn Huấn thị cho khoa học, Instruction Book of the Science. Chúng ta thấy phương pháp khảo cứu khoa học được đặt trên một số tiêu chuẩn như sau: 1. Đối tượng của thí nghiệm. 2. Vật liệu dụng cụ cần để làm thí nghiệm. 3. Lý thuyết về thí nghiệm. 4. Phương pháp và tiến trình thí nghiệm. 5. Kết quả thí nghiệm. 6. Những điều cần để ý và coi chừng khi làm thí nghiệm. 7. Kết luận để kiểm chứng giá trị của lý thuyết và những kết quả thực dụng của nó. Đọc Kinh Lăng Nghiêm, chúng ta thấy trong kinh có những phần sau đây: 1. Nguyên nhân Phật thuyết kinh. 2. Đối tượng của tu chân tâm. 3. Lý thuyết tu chân tâm. 4. Phương pháp và các trình độ tu chứng. 5. Lợi ích của sự tu tập đối với cá nhân và chúng sanh. 6. Những điều cần để ý và coi chừng khi tu tập. 7. Kết luận. Chúng ta có thể thấy ngay những điểm giống nhau vào phần cấu trúc của cuốn Huấn thị về khoa học và của cuốn Kinh Phật. Lập bản so sánh trên, tôi không có ý định chứng tỏ khoa học và Phật giáo giống nhau cả về hình thức lẫn về nội dung, mà chỉ muốn tỏ rõ một điều rằng Kinh Phật được xếp đặt một cách rất khoa học. Điều này thật ra cũng dễ hiểu vì những phương pháp tu tập trong Phật giáo và những phương pháp khảo cứu khoa học đều đặt trên những căn bản giống nhau. 1. Là không để cho tình cảm chi phối. 2. Là hoàn toàn khách quan. 3. Là phân tích mọi vấn đề một cách có hệ thống. Và 4. Là kết quả phải dựa trên thực nghiệm. Ngoài ra, Jeremy Hayward, một vật lý gia nổi tiếng về những thuyết trình của ông về Phật giáo và tương quan của Phật giáo với những truyền thống Tây Phương và khoa học, trong cuốn Shifting Worlds, Changing Minds, Where the Science and Buddhism Meet, cũng đưa ra 4 tiêu chuẩn mà một hệ thống tín ngưỡng cần hội đủ để cho con người có thể chấp nhận với một tinh thần khoa học. Tôi không có ý định bàn luận về những tiêu chuẩn này nên không đi vào chi tiết, mà chỉ liệt kê sau đây 4 tiêu chuẩn của Hayward. 1. Ý thức được sự tương đối của các hệ thống tín ngưỡng và sự tương quan giữa vũ trụ và tâm. 2. Có thể vạch rõ ra những chi tiết về sự hiện hành của tâm và thực tại, có nghĩa là có thể đưa ra một lý thuyết duyên khởi về sự biểu hiện của những đối đãi nhị nguyên trong phạm trù nhất nguyên. 3. Có một kỹ thuật, phương pháp để thực chứng chân lý không hai này. Và 4. Nhưng cùng lúc không nằm ngoài vòng đối đãi nhị nguyên. Và Hayward đã chứng tỏ rằng Phật giáo đã hội đủ được 4 tiêu chuẩn trên. Chúng ta đã thấy khoa học và Phật giáo đều có nhiều điểm giống nhau, nhưng thực ra thì đó chỉ là giống nhau phần nào về phương diện hình thức, còn căn bản thì vẫn khác nhau, vì đối tượng của khoa học khác với đối tượng của Phật giáo. Kiến thức khoa học về thế giới bên ngoài, đặc biệt là thế giới vật chất, cho nên bị buộc trong không gian và thời gian. Trong khoa học cho tới bây giờ, chân lý chưa đạt được, vì khoa học luôn luôn thay đổi để phù hợp với những hiểu biết mới của con người. Khoa học chỉ có thể cung cấp cho con người những dự kiện tương đối. Trái lại, thì trong Phật giáo, chân lý được thể hiện và có tính cách tuyệt đối,
Bởi vì Phật giáo chú trọng đến cái biết bên trong do thực chứng. Phật giáo đi thẳng tới chân lý tuyệt đối chứ không cần qua ngã các phát minh tương đối. Do đó, nhiều khoa học gia đã đồng ý rằng Phật giáo bắt đầu nơi khoa học tận cùng. Buddhism begins where science ends. Khoa học có thể cung cấp cho chúng ta những tiện nghi thoải mái, vật chất và trí thức, nhưng không phải là chân lý vì bản chất tương đối tự tại của khoa học. Chỉ khi nào con người tiếp xúc được với tuyệt đối và sống trong chân lý, khi đó con người mới có thể thấy được chân hạnh phúc, một thứ hạnh phúc vượt ra ngoài mọi đối đãi nhị nguyên, và đây chính là cứu cánh chung của Phật giáo. Phần 2, mục 5, Phật giáo và vũ trụ học. Trong thời đại khoa học, khi mà những tiến bộ khoa học đã làm lui đi phần nào quan niệm thần thánh và những mớ huyền thoại mê tín dị đoan của con người, thì càng ngày Phật giáo càng chứng tỏ là một tôn giáo, từ cấu trúc tư tưởng trong các kinh điển cho tới phương pháp hành trì rất là tương hợp với khoa học. Ngày nay Phật giáo đã đi vào thế giới Tây Phương một cách nhẹ nhàng, cởi mở và hòa đồng, cho nên thế giới Tây Phương càng ngày càng hâm mộ Phật giáo về những sắc thái tiến bộ của Phật giáo. Và những khoa học gia thượng thặng ngày nay cũng đã nhận ra rằng tư tưởng Phật giáo đã giúp họ rất nhiều trong việc giải thích những hiện tượng khoa học và đã dẫn họ đến những tư tưởng mới và khám phá mới trong khoa học. Muốn hiểu được hiện tượng kỳ lạ trên, chúng ta cần duyệt sơ lại lịch sử khoa học Tây Phương cũng như là tìm hiểu những sắc thái đặc biệt của Phật giáo đối với khoa học. Theo quan niệm của một số khá đông, nhất là ở Tây Phương, thì có vẻ như khoa học và tôn giáo khó có thể tương hợp. Thật vậy, tôn giáo Tây Phương đặt căn bản trên niềm tin ở một đấng siêu nhiên vạn năng, tác giả của mọi vật trên thế gian và có toàn quyền quyết định số phận con người trong đời sau, dù rằng cho tới nay không có cách nào con người có thể kiểm chứng được sự hiện hữu của một đấng toàn năng, hoặc những ai đã được thưởng hay bị phạt và thưởng phạt như thế nào. Trái lại, khoa học đặt căn bản trên thực nghiệm, trực tiếp liên hệ tới những vấn đề xã hội ngay trong đời này và không chấp nhận những sự việc có tính cách mơ hồ, viễn vông, không phù hợp với đầu óc ngày càng tiến bộ của con người. Trong mấy thế kỷ gần đây, khoa học phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ ở Tây Phương, do đó Tây Phương rất tự hào về nền văn minh, thường được biết là nền văn minh Thiên Chúa giáo Tây Phương. Vì tôn giáo chính ở Tây Phương là Thiên Chúa giáo, và vì những phát triển tiến bộ ngoạn mục nhất của khoa học và nhiều bộ môn khác cũng ở Tây Phương. Nhưng ít người để ý đến sự nhập nhằng kết hợp tôn giáo và khoa học làm một nền văn minh chung. Ít người để ý đến sự kiện là khoa học tiến bộ và phát triển ở Tây Phương không phải vì niềm tin trong tôn giáo của các khoa học gia Tây Phương, mà chính là vì các khoa học gia đã phủ nhận niềm tin này, ít ra cũng là lãnh đạm với niềm tin này. Thật vậy, lịch sử khoa học cho thấy tôn giáo Tây Phương thường tự cho là văn minh tiến bộ, là khai phóng, đã luôn luôn làm đủ mọi cách trong phạm vi quyền lực thế gian để ngăn chặn những khả năng tự tại quý báu nhất của con người, thí dụ như là óc sáng tạo, tự do suy tư, v.v. thành tố, tất yếu của sự phát triển khoa học nói riêng, kiến thức của con người nói chung. Trong khi đó, Phật giáo thường bị xuyên tạc là một tôn giáo yếm thế, chậm tiến, lại có rất nhiều điểm tương đồng với khoa học, luôn luôn hòa hợp, cổ vũ và hỗ trợ những tiến bộ của khoa học và ngày càng giữ một vị thế thoải mái trong thời đại khoa học. Điều này không có gì là lạ vì căn bản tu tập trong Phật giáo cũng dựa trên thực nghiệm giống như khoa học, và nếu ta để tâm tìm hiểu thì ta sẽ thấy trong nhiều bộ môn Phật giáo đã tiến trước khoa học khá xa về tư tưởng và phương pháp hành trì chứng nghiệm trực tiếp. Hẳn nhiên trong một bài viết ngắn ngủi, tôi không có cách nào trình bày toàn vẹn được tinh thần khoa học trong Phật giáo, cũng như không thể nào đi vào tất cả các bộ môn này mà tư tưởng Phật giáo có thể coi như là tiền phong cho những khám phá khoa học lúc sau này. Cho nên sau đây tôi chỉ đưa ra một vài những sự kiện so sánh giữa những khám phá của Phật giáo hơn 2.500 năm về trước và những khám phá mới đây của khoa học chính xác, và tôi sẽ tự hạn trong đề tài vũ trụ luận trong Phật giáo. Tôi sẽ chứng tỏ để bạn đọc thấy nhiều khi Phật giáo còn chính xác hơn, đầy đủ hơn khoa học, và rằng một số tư tưởng Phật giáo và phương pháp trình bày các tư tưởng này đã đi trước khoa học nhiều thế kỷ. Quan niệm của Phật giáo về vũ trụ như sau: thế giới chúng ta đang sống không phải là duy nhất và cũng không phải là trung tâm của vũ trụ. Ngoài thế giới chúng ta đang sống còn có rất nhiều thế giới khác, và Phật giáo phân loại các thế giới thành ba loại: tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới và đại thiên thế giới. Danh từ thế giới trong Phật giáo chỉ một thiên thể, thí dụ như trái đất, hoặc một tập hợp các thiên thể được coi như thuộc một nhóm, thí dụ như Thái Dương hệ mà Thái Đất là một hành tinh trong đó. Vậy, 1.000 thế giới hợp thành một tiểu thiên thế giới, 1.000 tiểu thiên thế giới hợp thành một trung thiên thế giới, và 1.000 trung thiên thế giới như thế sẽ hợp thành một đại thiên thế giới. Vậy, lấy đơn vị là một hệ thống tương tự như hệ thống Thái Dương hệ và gọi là thế giới, thì tiểu thiên thế giới gồm khoảng 1.000 thế giới, trung thiên thế giới gồm khoảng 1 triệu thế giới, đại thiên thế giới gồm khoảng 1 tỷ thế giới, v.v. Đó là quan niệm về vũ trụ của Phật giáo từ hơn 2.500 năm về trước. Nhưng sau đó 22 thế kỷ, vào thế kỷ thứ 17, Tây Phương vẫn còn chưa thoát khỏi quan niệm tối tăm về trời tròn, đất vuông,
trái đất được coi như là trung tâm vũ trụ và rằng mặt trời quay xung quanh trái đất như đã viết trong Thánh Kinh. Những khám phá mới xác thực về vũ trụ của các khoa học gia như Copernicus, các hành tinh quay xung quanh mặt trời, và Galileo rằng trái đất quay xung quanh mặt trời, vì không phù hợp với Thánh Kinh nên đều bị quyền lực tôn giáo đương thời lên án. Trở lại với quan niệm về vũ trụ của Phật giáo, chúng ta thấy rằng quan niệm này hầu như tương hợp hoàn toàn với những kiến thức ngày nay của những nhà thiên văn hay là những nhà vật lý học về thiên thể, và đã đi trước khoa học nhiều thế kỷ. Một tiểu thiên thế giới có thể so sánh với quan niệm hiện đại về một thiên hà, gồm có cả triệu ngôi sao và những tinh thể có thể có sinh vật trên đó. Thí dụ như dải ngân hà hay M31 hay chòm sao Andromeda. Một trung thiên thế giới có thể so sánh với một chùm thiên hà, thí dụ như chùm Coma Berenices, và một đại thiên thế giới có thể so sánh với cái mà Hannes Arendt gọi là siêu thiên hà. Ở trong đại vũng của tiểu USA, trong đó có ít ra là cả triệu thiên hà. Cho tới nay, vì những giới hạn tự tại của những dụng cụ quan sát, cho nên các khoa học gia chưa thể đi xa hơn trong việc khảo sát vũ trụ. Nhưng không phải vì những giới hạn kỹ thuật này, mà vũ trụ cũng bị giới hạn theo. Và nay chúng ta đã hiểu tại sao Đức Phật lại bỏ ngỏ quan niệm về vũ trụ hữu hạn hay vô hạn. Điều này chứng tỏ Đức Phật đã thấy rõ khả năng vô tận của con người và rằng Phật Pháp không phải là những giáo điều cứng nhắc không bao giờ thay đổi. Và đây cũng chính là tinh thần khoa học hiện đại, không có gì có thể coi như là vĩnh cửu hay là bất biến. Nói đến quan niệm về vũ trụ của Phật giáo thì chúng ta không thể bỏ qua Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Giới Thành Tựu. Trong phẩm này, Bồ Tát Phổ Hiền tuyên thuyết về 10 đặc tính của các thế giới. Nhân duyên khởi, chỗ trụ nương, hình trạng, thể tánh, trang nghiêm tánh, thanh tịnh tánh, Phật xuất hiện, kiếp trụ, kiếp chuyển biến sai biệt và môn vô sai biệt. Để cho vấn đề tương hợp với khoa học được rõ ràng, sau đây tôi xin luận về hai điểm, hình trạng và kiếp trụ các thế giới. Chúng ta hãy xét đoạn kinh văn sau đây. Lúc đó, Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng, chư Phật tử, thế giới hải có nhiều hình tướng sai khác, hoặc tròn, hoặc hình như xoáy nước, hoặc hình như hoa, có vi trần số hình sai khác như vậy. Rồi trong phẩm tiếp theo, Phẩm Hoa Tạng Thế Giới, Phổ Hiền Bồ Tát lại tuyên thuyết, chư Phật tử, tất cả thế giới chủng đó hình trạng đều khác nhau, hoặc hình núi Tu Di, hoặc hình sông, hoặc hình xoay chuyển, hoặc hình nước xoáy, hoặc hình trục xe, hoặc hình hoa sen có vi trần số hình trạng như vậy. So sánh với những hình trạng của các chòm sao, dải thiên hà, ngân hà khám phá bởi khoa học ngày nay, chúng ta thấy Phật giáo đã mô tả hình trạng của chúng một cách vô cùng chính xác. Thí dụ như các hình như bánh xe, nước xoáy chúng ta có thể quan sát được trong các chòm sao như Cetus, Pegasus và Hercules. Hình sông chính là dải ngân hà và nhiều thiên hà khác. Hình dạng như hoa là những khối tinh vân trong khoảng không gian liên thiên hà, có chứa hàng tỷ ngôi sao, vân vân. Thật tôi không thể tưởng tượng được rằng ở trong một thời mà chưa hề có kính thiên văn dù là thô sơ nhất, mà Đức Phật và các đại Bồ Tát đã có những hiểu biết chính xác về vũ trụ như thế. Nếu không phải vì đã giác ngộ hoàn toàn, nắm vững cơ cấu huyền bí của vũ trụ, thì làm sao có thể biết được những điều như trên? Và chúng ta cũng nên nhớ là những điều Đức Phật và các Bồ Tát chọn để tuyên thuyết cho người đời chẳng qua cũng chỉ là một nắm lá trong tay so với số lá cây trong rừng. Tiếp theo về kiếp trụ của các thế giới, Kinh Văn viết rằng, lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng, chư Phật tử nên biết thế giới hải có thế giới hải vi trần số kiếp trụ, hoặc có A Tăng Kỳ kiếp trụ, hoặc có vô lượng kiếp trụ, hoặc có vô biên kiếp trụ, hoặc có vô đẳng, hoặc có bất khả số, hoặc có bất khả xưng kiếp, hoặc có bất khả tư kiếp trụ, hoặc có bất khả lượng kiếp trụ, hoặc có bất khả thuyết kiếp trụ, có vi trần số kiếp trụ như vậy. Rồi trong bài kệ để tuyên lại nghĩa này, Bồ Tát Phổ Hiền có giải thích bằng một câu như sau: hoặc chỉ một kiếp, hoặc vô số, bởi những tâm nguyện đều chẳng đồng. Chỉ một câu bởi những tâm nguyện đều chẳng đồng cũng đã giải quyết vấn đề thiên sai vạn biệt trong vũ trụ, thật là đầy đủ, thật là rốt ráo, thật là chính xác. Nếu chúng ta đi sâu vào một chút trong đoạn văn kinh trên, thì chúng ta sẽ thấy Phật giáo đã đi trước khoa học như thế nào. Phật giáo phân biệt, tiểu kiếp có 16 triệu 800 ngàn năm, trung kiếp có 336 triệu năm và đại kiếp thì có 1 tỷ 344 triệu năm. Theo khoa học hiện nay thì một ngôi sao coi như là một thế giới, mà chất lượng càng nặng thì đời sống của ngôi sao càng ngắn. Do đó có những ngôi sao chỉ sống được từ 1 tới vài tỷ năm,
và người ta đã tính được rằng một ngôi sao có chất lượng nhẹ hơn những ngôi sao trên khoảng 90% thì ngôi sao này có thể sống tới hàng nghìn tỷ năm. Điều này rất phù hợp với câu kệ trên của Phổ Hiền Bồ Tát, có thế giới chỉ tồn tại một kiếp, có thế giới tồn tại vô số kiếp, v.v. Thứ đến, những danh từ như A Tăng Tỳ, vô lượng, vô biên, bất khả thuyết có vẻ như mơ hồ và không rõ ràng như những con số trong thời đại khoa học ngày nay. Thật ra không phải vì vậy. Vì trong phẩm A Tăng Kỳ, Kinh Hoa Nghiêm ta đọc được như sau, tôi xin đánh số cho nó rõ ràng hơn. Phật nói, này thiện nam tử, 1. 100 lạc xoa là 1 câu chi. 2. Câu chi lần câu chi là 1 Ajuda. 3. Ajuda lần Ajuda là 1 Nadotha. 4. Nadotha lần Nadotha là 1 Tần Bà La. Và tiếp tục như vậy tất cả là 123 lần, trong đó số 104 là A Tăng Kỳ, 106 là vô lượng, 108 là vô biên, 110 là vô đẳng, 112 là bất khả số. Số 114 là bất khả xưng, 116 là bất khả tư và số 118 bất khả lượng, số 120 bất khả thuyết. Chúng ta biết rằng khoa học ngày nay dùng ký hiệu lũy thừa để viết những con số lớn, thí dụ như 1 triệu là con số 1 với 6 con số 0 đằng sau. Theo ký hiệu điện toán được viết như sau, 10 mũ 6 và đọc là 10 lũy thừa 6. 1 tỷ gồm có 9 số 0 và được viết là 10 mũ 9, lớn hơn nữa là 10 mũ 12, 10 mũ 15 và khoa học chưa có những danh từ riêng để chỉ cho những con số lớn hơn, tiếng Việt thì chỉ tới số tỷ là cao nhất. Theo Kinh Phật thì 1 lạc xoa là 100.000, nghĩa là 10 mũ 5, như vậy 1 câu chi là 10 triệu, nghĩa là 10 mũ 7, 1 Ajuda là 100.000 tỷ, nghĩa là 10 mũ 14, 1 Nadotha là 10 tỷ tỷ tỷ, nghĩa là 10 mũ 28. Tiếp tục tính ra ta sẽ thấy 1 A Tăng Kỳ là 1 khoảng. Nếu chỉ lấy 9 số lẻ, nghĩa là một con số tiếp theo bởi hơn 7.000 tỷ 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 con số không đằng sau, một con số vô cùng lớn nhưng vẫn có một tên riêng, chúng ta có thể suy ra. Vô lượng, sắp xỉ bằng 10 mũ 3 x 10 mũ 32. Vô biên sắp xỉ bằng 10 mũ của 1,13 x 10 mũ 33. Và bất khả thiết sắp xỉ bằng 10 mũ của 4,6 x 10 mũ 36, nghĩa là một con số tiếp theo bởi khoảng hơn 4 tỷ 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 con số không đứng đằng sau. Những con số khoa học hiện đại dùng tới có lẽ chỉ vào khoảng 10 mũ 40, nghĩa là chỉ có 40 con số không đứng đằng sau. Chúng ta thấy ngay rằng, ngay cả về phương diện toán số, Phật giáo đã đi trước khoa học khá xa về sự biểu thị chính xác những con số và đã có quan niệm về những con số vô cùng lớn, lớn ngoài mức tưởng tượng của các khoa học gia hiện đại. Trên đây tôi đã trình bày sơ lược vì còn rất nhiều chi tiết tôi chưa nói tới, những sự tương đồng giữa Phật giáo và khoa học hiện đại trong một số quan niệm về vũ trụ và chứng tỏ rằng những tư tưởng Phật giáo đã đi trước khoa học nhiều thế kỷ và rằng Phật giáo cũng vô cùng chính xác trong một số những nhận định. Nhưng Phật giáo không phải chỉ có những tương đồng với khoa học trong bộ môn thiên văn như vừa trình bày được ở phía trên, hay với môn vật lý các hạt nhỏ như đã trình bày trong cuốn The Theory of Physics của Eriolf Capra, mà còn nhiều tương đồng khác trong các bộ môn như sinh học, vật lý hạt nhân, triết lý khoa học, tâm lý học, phân tâm học hay tâm lý trị liệu, di truyền học, v.v. Và nếu khảo sát kỹ thì trong bộ môn nào tư tưởng Phật giáo cũng đi trước khoa học khá xa. Cũng vì vậy mà những bộ óc khai phóng tiến bộ nhất của nhân loại hiện nay càng ngày càng phải tìm về những chất liệu trong Phật giáo với hy vọng giải quyết những bí tắc trong việc mở mang kiến thức loài người. Ngoài ra, cái tinh thần từ bi hỷ xả và bản chất khoan dung của Phật giáo cũng lần lần đi vào đầu óc của những con người tiến bộ trong thời đại khoa học. Để kết luận, tôi xin mượn lời của luận gia Gerard Dubré như sau. Trong thế kỷ này đã có nhiều công cuộc hòa hợp tôn giáo trên thế giới với mục đích đáng tán thưởng là tìm ra những điểm chung giữa các tôn giáo và cổ suý tinh thần khoan dung giữa các tôn giáo. Tuy nhiên, điều này không làm cho tôn giáo sống lại vì những thứ mà hầu hết những tôn giáo cùng có là lòng tin, giáo điều, thánh kinh và các thần tính. Tất cả những thứ này làm cho các tôn giáo đó không tương hợp được với khoa học. Phật giáo cùng với lão giáo là một biệt lệ vì Phật giáo không phải là một tín giáo, không có giáo điều cứng nhắc, không có thần quyền và không chấp nhận hiệu lực cứu rỗi của bất cứ ai khác. Tôi không tin rằng chúng ta nên tìm cách hợp nhất Phật giáo với các tôn giáo khác. Điều này chỉ dẫn đến sự lẫn lộn. Chúng ta hãy cố gắng tranh đấu để hợp nhất Phật giáo và khoa học để tạo nên một tôn giáo khoa học cho thế giới hiện đại. Khoa học Phật giáo sẽ làm tan biến sự hoang mang, bối rối bằng cách làm sáng tỏ và hợp nhất lý thuyết và phương pháp hành trì Phật giáo để làm một căn bản giác ngộ vững chắc, hữu hiệu cho người Tây Phương. Phần 2, mục 6, Phật giáo và khuôn mẫu toàn ký trong khoa học. Quan niệm nhìn vũ trụ một cách toàn ký là một quan niệm mới trong khoa học hiện đại, bắt nguồn từ sự khám phá ra kỹ thuật chụp hình toàn ký vài thập niên trước đây.
Kỹ thuật chụp hình toàn ký này đã giúp cho một số khoa học gia giải quyết được một số khúc mắc trong những công cuộc khảo cứu về ký ức của con người, cũng như trong ngành vật lý các hạt nhỏ. Các khoa học gia này, từ những kết quả khảo cứu mới nhất, đã đưa ra những bằng chứng và đề nghị rằng thế giới của chúng ta ngày nay và mọi thứ trong đó chẳng qua chỉ là những hình ảnh không thực và những dự phóng của một thực thể vượt ra ngoài thực thể của con người và vượt ra ngoài không gian và thời gian. Hai khoa học gia được biết đến nhiều nhất trong quan niệm mới này là nhà vật lý học David Bohm, rất nổi tiếng trong ngành vật lý nguyên lượng thuộc Đại học London, Anh Quốc, và Carl Brigham, một nhà thần kinh sinh lý học thuộc Đại học Stanford của California. Điều đặc biệt là Bohm và Brigham tuy khảo cứu về hai ngành hoàn toàn khác nhau, cùng phải dựa vào quan niệm toàn ký để giải thích những kết quả khảo cứu của mình. Bohm khảo sát về sự tương tác của các hạt nhỏ trong ngành vật lý tiền nguyên tử, và Brigham thì khảo sát về ký ức con người trong ngành thần kinh sinh lý học. Không đi vào chi tiết, hai khoa học gia trên đều nhận thấy rằng các lý thuyết cũ trong khoa học không đủ để giải thích mọi vấn đề trong ngành mà họ đang khảo cứu. Và khuôn mẫu toàn ký đã giúp họ giải thích một cách hợp lý các kết quả khoa học của họ. Nghiên cứu kỹ vấn đề, chúng ta có thể nói ngay rằng khuôn mẫu toàn ký chẳng qua là sự thuyết giải khoa học của một phần nhỏ những quan niệm đặc thù trong Phật giáo đã có từ nhiều thế kỷ trước, như tương duyên, tương tức, tương nhập, tương liên, một là tất cả, vân vân. Nhưng trước hết chúng ta hãy tìm hiểu đại cương thế nào là khuôn mẫu toàn ký. Toàn ký là một kỹ thuật tạo hình ảnh bằng một loại ánh sáng đặc biệt, thường được biết tới tên quen thuộc là ánh sáng laser và hiện tượng giao thoa quen thuộc của các sóng. Laser là những chữ đầu của Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, có nghĩa là ánh sáng khuếch đại do phát xạ kích thích các bức xạ, hay gọn hơn, ánh sáng khuếch đại do bức xạ kích thích. Một phim ảnh toàn ký được tạo ra khi một tia sáng laser đơn sắc được tách ra làm hai tia riêng biệt. Tia thứ nhất được chiếu trên vật muốn chụp hình, và thí dụ một bức tượng Phật dội lại là hợp với tia thứ hai, tạo thành một mô thức giao thoa và ghi được trên một tấm phim ảnh. Dùng mắt thường mà nhìn thì hình giao thoa trên tấm phim không có gì là giống bức tượng Phật cả, mà chỉ là một số mô hình gồm những vòng đồng tâm tương tự khi những vòng sáng lan tăn trên mặt nước khi chúng ta ném một hòn sỏi xuống mặt nước. Nhưng khi ta chiếu qua tấm phim này bằng một tia laser khác, hoặc đôi khi chỉ cần một ngọn đèn thật sáng, một cái hình nội của bức tượng Phật sẽ hiện ra. Hình này trông y như thật, ta có thể đi vòng xung quanh tượng Phật này và thấy đó là một bức tượng thật, bất kể dưới góc nhìn cạnh nào. Nhưng nếu ta muốn nắm bắt hình tượng Phật này, thì ta sẽ không thành công, bởi vì khi ta đưa tay vào chỗ hình tượng Phật này, sẽ không thấy gì, vì thật ra đó chỉ là một ảo ảnh. Ngày xưa Phật đã nói, Phật thì vô hình vô tướng, làm sao mà nắm bắt được? Và tâm kinh đã chẳng dạy là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc chính là không, không chính là sắc hay sao? Nhưng điểm kỳ diệu của kỹ thuật toàn ký là nếu ta cắt tấm phim ảnh ra làm hai rồi chiếu lên mỗi nửa tấm phim này bằng một tia laser, ta sẽ thấy mỗi nửa tấm phim sẽ tạo ra một hình ảnh của toàn phần tượng Phật. Cứ tiếp tục chia cắt như vậy, mỗi mảnh nhỏ của tấm phim vẫn tạo ra nguyên hình của toàn thể bức tượng, tuy càng ngày càng mờ yếu, nếu mảnh phim càng ngày càng nhỏ hơn. Nói tóm lại, kỹ thuật toàn ký đã khám phá lại một phần của một quan niệm rất quen thuộc trong Phật giáo, một là tất cả. Để cho sự so sánh được rõ ràng hơn, có lẽ chúng ta nên đi thêm vào vài chi tiết trong công cuộc khảo cứu của Brigham và Bohm. Brigham khám phá ra rằng ký ức con người được phân bố đều trong bộ óc và mỗi phần của bộ óc chứa trọn vẹn những thông tin mà bộ óc ghi nhận. Nếu ta cắt bỏ một phần các vùng ký ức đi, có khi là một phần khá lớn ở trong óc một người, thì ký ức của người đó không bao giờ mất đi một phần. Và nếu người đó nhớ một cái gì đó thì bao giờ cũng nhớ trọn vẹn chứ không bao giờ chỉ nhớ một phần. Thí dụ như chỉ nhớ một phần những người trong gia đình, hay một phần của một khuôn mặt quen thuộc, hay một phần của một câu chuyện người đó đã được kể cho nghe. Khảo sát về sự tương tác giữa các hạt nhỏ trong ngành vật lý tiền nguyên tử, Bohm đưa ra nhận định như sau. Thuyết tương đối quan trọng hơn nữa, cơ học nguyên lượng đề nghị rằng người ta không thể phân tích thế giới thành những phần riêng biệt và độc lập. Hơn nữa, mỗi phần có vẻ như bằng cách nào đó liên hệ tới mọi phần khác, chứa đựng lẫn nhau hoặc bao hàm lẫn nhau. Chúng ta thấy rằng kỹ thuật toàn ký đã tạo ra một căn bản giải thích những kết quả khảo cứu của Brigham và Bohm, và Brigham đã đặt một câu hỏi: nếu các hình ảnh của thực tại ghi trong óc của chúng ta không phải là một hình ảnh như chúng ta thường thấy, mà là một toàn ký đồ, hologram, vậy thì toàn ký đồ là cái gì? Vấn đề khúc mắc là ở chỗ nếu ta chụp hình toàn ký một cảnh, thí dụ một đám người ngồi quanh một cái bàn, và khi rửa phim ra ta thấy không phải là một đám người, mà lại là những hình giao thoa, vậy thì thực tại là cái gì? Là những hình ảnh thông thường chúng ta thấy ở ngoài đời ghi nhận bởi quan sát viên, nhiếp ảnh viên, hay là những hình ảnh mờ ảo giao thoa ghi bởi máy chụp hình hay là óc con người? Brigham ý thức được rằng cái mẫu về óc toàn ký với những kết luận hợp lý của nó đã dẫn đến một vấn nạn về thế giới và thực tại khách quan. Thế giới của sông, núi, cây cỏ có thể là không hiện hữu,
ít ra là không hiện hữu như chúng ta thường tưởng là hiện hữu. Phải chăng quan niệm về ảo tưởng của những huyền nhiệm gia cách đây nhiều thế kỷ là đúng, và những cảnh xum la vạn tượng chẳng qua là vùng rộng lớn các tần số biến đổi thành những sự thật, sự vật sau khi nhập vào các giác quan con người. Nhưng lãnh vực khảo cứu của Pribam chỉ về ký ức con người, và khi biết được những kết quả khảo cứu của Bom, không những Pribam chỉ tìm ra được giải đáp cho những thắc mắc trên, mà còn biết được rằng theo Bom, toàn thể vũ trụ chỉ là một toàn ký đồ. Nói một cách vắn tắt thì quan niệm về vũ trụ của Bom như sau: thực tại mà chúng ta thấy hàng ngày thực ra chỉ là một loại ảo tưởng, giống như một hình ảnh toàn ký. Đằng sau cái thực tại này là một sự sắp đặt sâu sắc hơn của sự hiện hữu mà ta có thể coi như là bản chất rộng lớn của một thực tại. Từ đó sinh ra mọi sự vật, tạo thành thế giới của vật chất chúng ta, giống như một mảnh phim toàn ký tạo ra một toàn ký đồ. Bom gọi cái thực tại sâu sắc này là cấp ẩn, hay sự xếp đặt ẩn, và những thứ chúng ta thấy thường ngày thuộc cấp hiện, hay sự xếp đặt hiện của mọi vật. Nói một cách tóm tắt dễ hiểu thì mọi người đều sinh ra từ một căn bản chung, và căn bản chung này khi nhập vào giác quan con người sinh ra mọi sai biệt mà chúng ta thường thấy ở ngoài đời. Nhưng có ai ngờ rằng những quan niệm về vũ trụ dựa trên khuôn mẫu toàn ký trên đã là những quan niệm đặc thù của Phật giáo từ bao thế kỷ trước đây. Thật vậy, quan niệm về chân không diện hữu hay quan niệm về chân đế và tục đế của Bồ Tát Long Thọ trong Đại Trí Độ Luận, và quan niệm về tâm chân như và tâm sai biệt của Bồ Tát Mã Minh trong Đại Thừa Khởi Tín Luận không khác gì về quan niệm toàn ký của Bom ở trên, nếu không muốn nói là còn sâu sắc và đầy đủ hơn. Và nếu chúng ta quen thuộc với kinh điển Phật giáo, nhất là kinh Hoa Nghiêm, thì chúng ta sẽ thấy rằng khuôn mẫu toàn ký và những quan niệm của Pribam và Bom thực đã chậm mất 25 thế kỷ. Để làm sáng tỏ vấn đề này, chúng ta hãy đọc phớt qua một chút ít về kinh Hoa Nghiêm. Trước hết, chúng ta hãy đọc vài lời tựa của Hòa Thượng Thích Đức Niệm ở đầu mỗi cuốn trong bộ kinh Hoa Nghiêm do Thích Trí Tịnh dịch. Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh Đại Thừa, là vua trong các kinh, với nội dung siêu việt, luân hùng vĩ, tráng lệ nguyên hoa, thể hiện pháp thân, tư tưởng và tâm nguyện của Phật. Tư tưởng Hoa Nghiêm trình bày vạn pháp do tâm sanh, tâm là thực thể của vạn pháp, tâm vọng thì vạn pháp hoặc hiện sai biệt. Hình hình sắc sắc, trùng trùng duyên khởi, cái này có, cái kia có và ngược lại, như lưới để châu. Tâm chân thì pháp giới tánh, với tâm là một, vạn vật đồng nhất thể. Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật chỉ cho chúng sanh thấu rõ cội nguồn của xum la vạn thượng do mê thức vọng tưởng nghiệp duyên mà hình thành. Các pháp hiện hành trong vũ trụ là hiện hóa, như hoa trong gương, trăng dưới nước, tất cả vạn pháp trong pháp giới đều là tâm sanh. Tâm trùm khắp cả pháp giới, tất cả vạn hữu vũ trụ có thể nằm gọn trong hạt cải, hạt cải có thể thâu nhiếp tất cả vũ trụ vạn pháp. Thể tánh của tâm nhiếp thâu tất cả là một, một là tất cả. Bài lời trên đã tóm tắt phần nào những tinh túy của kinh Hoa Nghiêm. Thật vậy, chúng ta hãy đọc đoạn sau đây trong Phẩm Nhập Pháp Giới, lời của nữ nhân Thích Ca Cù Ba giảng một pháp môn giải thoát cho thiện tài đồng tử. Này thiện nam tử, ta quán thân của Bồ Tát, nơi mỗi lỗ chân lông, mỗi niệm thấy vô lượng vô biên thế giới rộng lớn, những sự an trụ, trang nghiêm, hình trạng, những núi, đất, mây, danh hiệu, Phật xuất thế, những đạo tràng, những chúng hội, diễn thuyết, những khế kinh, những sự quán đảnh, các thừa, những phương tiện, những thanh tịnh. Lại mỗi niệm nơi mỗi lỗ chân lông của Bồ Tát thường thấy vô biên Phật hải, những sự ngồi đạo tràng, những thần biến, thuyết pháp, thuyết kinh hằng không gián đoạn. Lại nơi mỗi lỗ chân lông của Bồ Tát thấy vô biên chúng sanh hải, những trụ xứ, hình mạo, tác nghiệp, căn tánh. Với lời tựa của Hòa Thượng Thích Đức Niệm và lời trích dẫn trong kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy rằng quan niệm toàn ký của các khoa học gia đã dựa vào các tư tưởng Phật giáo rất nhiều. Nhưng xét cho kỹ thì quan niệm toàn ký trong khoa học chỉ có tác dụng giải thích một số những khúc mắc trong khoa học một cách đại cương, trong khi quan niệm về tương thông, tương túc hay dung thông vô ngại bao trùm mọi pháp giới. Nếu chúng ta đọc đoạn cuối của kinh Hoa Nghiêm, khi thiện tài đồng tử vào trong lâu các tỳ lô giá na và rồi sau đó đã gặp Phổ Hiền Bồ Tát, thì chúng ta sẽ thấy quan niệm về một phi trần chứa đủ thiên sai vạn biệt trong vũ trụ đã được trình bày với đầy đủ chi tiết, và kèm vào đó những công hạnh của Bồ Tát. Và đây chính là điểm vi diệu của kinh Phật, vì ngoài việc dùng để giải thích những sự việc ngoài đời như khoa học, điểm chính yếu là cái dụng của kinh Phật như sẽ được tóm tắt sau đây. Chúng ta biết rằng kinh căn bản trong Hoa Nghiêm Tông là kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm bao gồm cả toàn bộ giáo lý Phật giáo một cách hòa hợp, đa dạng. Đó là một kinh được coi là cao nhất trong mọi kinh Phật ở Á Châu. Kinh trình bày một môn siêu hình học vô cùng tiến bộ,
và là một tập hợp phát triển tư tưởng một cách kỹ lưỡng, tinh tế để dẫn đến con người tới toàn giác. Nhưng muốn nhận định đúng giá trị của Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta phải xét đến cái mặt dụng của kinh này. Vì chúng ta đã biết trong Phật giáo, Kinh Phật thật là vô ích nếu chúng ta chỉ để ý tới phần lý thuyết mà không áp dụng chúng vào đời sống thường ngày. Các thiền sư thường ví những người tìm hiểu kinh mà không thực hành như là những người đọc thực đơn mà không ăn, hay là đếm tiền của thiên hạ trong ngân hàng. Nói một cách ngắn gọn, Kinh Hoa Nghiêm cho chúng ta một tập hợp những phương thức tu tập, một lối nhìn sự vật trên mọi góc cạnh, từ đó khám phá ra sự hòa hợp và bổ túc lẫn nhau tiềm ẩn sau những khác biệt và mâu thuẫn biểu kiến của mọi sự vật trên đời. Giá trị của sự tu tập này là sự phát triển một quan điểm tròn đầy, lành mạnh, giúp ta khám phá ra sự thống nhất của mọi pháp, nhưng không phủ nhận sự khác biệt của các pháp. Từ quan điểm này, con người vượt qua được những ngăn ngại tâm linh do sự chấp vào các sai biệt của vạn vật mà sinh ra. Từ đó, với sự phát triển Bồ Đề Tâm, các quan điểm viên dung này vận hành bất tuyệt trên cách hành xử của các Bồ Tát trong công cuộc tự giác, giác tha. Một khi hội nhập được vào ý tưởng dung thông vô ngại của Kinh Hoa Nghiêm, với căn bản là Bồ Đề Tâm, hành giả sẽ không còn bị ngăn cản, ngăn ngại bởi bất cứ cái gì về cách hành xử trong Bồ Tát Đạo. Bài trên đây chỉ có mục đích chứng tỏ rằng các tư tưởng trong Phật giáo đã đi trước và sâu sắc hơn các quan niệm của khoa học hiện đại nhiều. Hiển nhiên tôi không thể đi vào chi tiết của khoa học cũng như kinh điển Phật giáo trong một bài viết ngắn. Bạn đọc nào muốn hiểu biết thêm về Bồ Đề Tâm hay những quan niệm như tương duyên, tương tức, dung thông vô ngại trong Phật giáo, xin hãy chăm đi lễ chùa và thụ huấn quý thầy. Tôi bảo đảm với các bạn là sẽ không cảm thấy lãng phí thời giờ trong việc tìm hiểu Kinh Phật, vì Kinh Phật là một kho tàng vô giá và vô tận để phát triển trí tuệ con người. Phần kết, đôi lời kết luận về con người và vũ trụ. Trong tinh thần khoa học, không ai bắt buộc phải tin vào thuyết Big Bang và nguồn gốc vũ trụ hay thuyết tiến hóa về nguồn gốc con người. Tuy nhiên chúng ta không thể phủ nhận là những kiến thức về vũ trụ và con người ngày nay đã giúp con người ra khỏi vòng mê tín và những niềm tin tôn giáo cổ xưa về nguồn gốc vũ trụ và con người. Ngày nay chúng ta biết rằng trái đất không phải là trung tâm của Thái Dương Hệ, cũng không phải là trung tâm của Dải Ngân Hà và tất nhiên không phải là trung tâm của vũ trụ. Trái đất mà chúng ta đang sống trên đó không có gì đặc biệt, đó chỉ là một hành tinh quay xung quanh một ngôi sao không có gì đặc biệt, trong một thiên hà không có gì đặc biệt. Trong số hàng trăm triệu thiên hà trong vũ trụ, mỗi thiên hà có cả trăm tỷ ngôi sao. Chúng ta cho nó là đặc biệt vì chúng ta sống trên đó, nhưng trong thực tế trái đất chỉ là một hạt bụi vũ trụ. Trái đất với đường kính là 12.728 km so với vũ trụ rộng 14 tỷ năm ánh sáng. Chúng ta đều biết trái đất nằm trong Thái Dương Hệ gồm có mặt trời và 9 hành tinh. Trái đất là một trong 9 hành tinh của mặt trời. Thái Dương Hệ nằm trong Dải Ngân Hà, trong đó có khoảng 200 tỷ ngôi sao, mà mặt trời là một trong những ngôi sao đó. Chúng ta không thấy mặt trời lấp lánh như sao vì mặt trời tương đối ở gần chúng ta so với các ngôi sao khác. Nếu mặt trời lùi ra xa một khoảng cách gấp 250.000 lần khoảng cách hiện nay, thì ban đêm chúng ta sẽ thấy mặt trời lấp lánh như những ngôi sao khác. Lẽ dĩ nhiên khi đó thì không có một sinh vật nào có thể sống trên trái đất và không làm gì có chúng ta để mà nhìn sao mặt trời trên trời. Trong một vũ trụ rộng khoảng 14 tỷ năm ánh sáng và chứa khoảng hàng tỷ những thiên hà, mỗi thiên hà chứa hàng trăm tỷ ngôi sao và hành tinh, thì trái đất mà người Kitô giáo tin rằng Thiên Chúa của họ đã đặc biệt sáng tạo ra để phục vụ riêng con người, chẳng qua chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ và không có gì đặc biệt hơn hàng tỷ các hạt bụi khác trong vũ trụ này. Sự sống của chúng ta trên trái đất cũng không có gì là đặc biệt. Chúng ta hiện nay có trên 6 tỷ người, sống chung với cả 6 tỷ tỷ các loài sâu bọ. Chưa kể hàng triệu loài sinh vật khác, mọi sinh vật trên trái đất đều nằm trong luật vô thường. Sinh, trụ, hoại, diệt, không có một loài sinh vật nào được miễn trừ, không có một quyền năng nào kể cả quyền năng của một Thiên Chúa. Trong niềm tin của các tín đồ Kitô có thể thay đổi, con người chúng ta chỉ là một dạng sinh vật ở cấp tương đối cao vì chúng ta nằm trong một quá trình tiến hóa đặc biệt, cho nên phát triển để có lý trí, có đầu óc suy tư. Từ đó con người đã tiến hóa từ thời đồ đá, đồ đồng, đồ sắt cho đến thời đại nguyên tử ngày nay. Đi vào thế giới của DNA, 99% DNA của chúng ta giống y hệt DNA của các con vượn và các con khỉ đột. Dù chúng ta có muốn chấp nhận hay không, 1% khác biệt đã tạo nên nền văn minh của chúng ta, trong đó có nghệ thuật, văn chương, v.v. Như vậy chúng ta có 99% khỉ và chỉ có 1% là người, vì vậy chúng ta thường hay làm những trò gọi là trò con khỉ. Thuyết tiến hóa của Darwin và những phát triển sau đó ngày nay đã dứt khoát chứng tỏ rằng con người sinh ra không phải do Thiên Chúa của Kitô giáo sáng tạo, mà tiến hóa từ những dạng sống thấp hơn, và như vậy đã dứt khoát bác bỏ thuyết sáng tạo trong Kinh Thánh của Kitô giáo, bác bỏ vai trò sáng tạo của Thiên Chúa của Kitô giáo, biến những chuyện như tội tổ tông, chuộc tội, cứu rỗi, v.v. trong Kitô giáo thành những chuyện hoang đường không thể chấp nhận trong thế giới ngày nay. Xin hãy đọc thêm những bài Huyền thoại cứu rỗi của Linh Mục James Kavanaugh,
Giê-xu là đấng cứu thế, một vai trò cần phải dẹp bỏ của giám mục John Shelby Spahn, và những lời châu ngọc về Kitô giáo của Robert Ingersoll trên trang Nhà Giao Điểm trước đây. Thì tất cả những tác dụng thay đổi đầu óc con người trên không phải là mục đích của thuyết tiến hóa. Những người Kitô giáo tin rằng Thiên Chúa của họ đã đặc biệt sáng tạo ra loài người, nhưng họ quên rằng tai con chó thính hơn tai người, mũi con chó thính hơn mũi người, mắt dơi sáng hơn mắt người trong đêm tối. Và một loại virus rất nhỏ nhoi cũng có thể giết chết cả triệu người như bệnh dịch hạch phát ra ở châu Âu trước đây. Khoan kể đến chuyện Thiên Chúa toàn năng của Kitô giáo, cũng như là chúng ta đều hoàn toàn bất lực trước những thiên tai như bão lốc, tsunami, cuồng phong, núi lửa, lục lội, v.v. Và riêng đối với loài người thì hoàn toàn bất lực trước những quái thai, bào thai khuyết tật, v.v. sinh ra đời. Những thiên tai này không trừ một ai, kể cả những người tin vào quyền năng của chính Thiên Chúa của họ. Do đó, luận điệu thần học về một đấng tối cao sáng tạo ra muôn loài, đặc biệt sáng tạo ra loài người, và nhất là thương yêu chúng ta không còn đứng vững trong thời đại ngày nay. Chúng ta đã đi từ thời bán khai đến thời Trung Cổ và bỏ lại đằng sau những gì thuộc các thời đại đó, không còn giá trị gì hay thích hợp với chúng ta ngày nay. Với thời gian, từ khi mới thành lập, nền thần học Kitô giáo đã đưa ra nhiều luận cứ để chứng minh có Thiên Chúa của họ. Thực ra chỉ là một vị thần trong niềm tin của Do Thái giáo, thần Geneva. Con của ông ta, Jesus, đều là người Do Thái, nhưng tất cả những luận cứ thần học này, thí dụ như luận cứ về bản thể, Ontological Argument của Anselm và của De Castor, luận cứ vũ trụ hay nguyên nhân đầu tiên của Thomas Aquinas, luận cứ cứu cánh hay thiết kế của William Paley, luận cứ đạo đức, v.v. đều đã bị dứt khoát, bác bỏ bởi sự tiến bộ trí thức của nhân loại bởi những bằng chứng bất khả phụ bác của khoa học về nguồn gốc vũ trụ và nguồn gốc con người. Hiển nhiên là Kitô giáo không đội trời chung với Charles Darwin, vì Kitô giáo muốn con người phải tin vào những điều viển vông và hoang đường, phản khoa học, phi lý trí, không thể kiểm chứng được, nếu không muốn nói là làm ô nhiễm đầu óc con người trong thời đại này. Cũng chính vì như vậy, ngay từ khi thuyết tiến hóa ra đời, Kitô giáo đã tích cực ra công chống đối thuyết tiến hóa, chống đối vì cần tiếp tục nhốt tín đồ trong những ngục tù tư tưởng, trói chặt tín đồ bằng những xiềng xích trí tuệ và nuôi dưỡng sự mê tín trong đám tín đồ thấp kém, từ đó mới có thể duy trì được quyền lực tinh thần tự tạo của giới chăn chiên trên đám tín đồ và tiếp tục hưởng thụ vật chất trên sự nghèo khổ của đa số tín đồ nghèo khó. Điều lạ là sự chống đối đó vẫn còn tiếp tục cho tới ngày nay, và từ một vài ốc đảo tinh lành ở Mỹ, miền đất mà Darwin chưa bao giờ đặt chân đến, với sự phù hòa của một số tân lòng tinh lành Việt Nam qua những luận cứ rất ấu trĩ và hoang đường. Những người Kitô tin vào thuyết sáng tạo của họ, tin rằng Thiên Chúa của họ đã đặc biệt sáng tạo ra con người theo hình ảnh của Thiên Chúa của họ, thường không đủ đầu óc để thấy rằng chính cái niềm tin đó đã biến Thiên Chúa của họ thành một ác quỷ, theo như nhận định của James Holt trong cuốn Holy Horrors. Suy nghĩ thêm một chút, chúng ta thấy về con người, chúng ta có thể phần nào an tâm hơn trước những bất toàn về đủ mọi mặt trên thế giới nếu chấp nhận thuyết tiến hóa, vì đó là một định luật thiên nhiên. Nếu chúng ta tin rằng con người là một sản phẩm sáng tạo của Thiên Chúa của Kitô giáo theo những hình ảnh của Thiên Chúa, thì đó chính là một sản phẩm tệ hại nhất, cần phải lên án. Tại sao? Vì những súc vật, ác thú có cắn giết nhau cũng chỉ vì miếng ăn hoặc tranh giành con cái con đực, và thường chỉ trong một phạm vi rất nhỏ. Trái lại, loài người do Thiên Chúa sáng tạo ra đã phát sinh ra Kitô giáo với những núi tội ác làm chết hại nhiều triệu người qua những cuộc thập ác chinh, tòa án xử dị giáo, săn lùng phù thủy, chiến tranh tôn giáo, v.v. Hình ảnh của Thiên Chúa cũng hiện ra trên Hitler với 6 triệu mạng người Do Thái, trên những người phát minh ra những vũ khí nguyên tử, các loại bom đạn có thể giết hàng loạt người một lúc. Vậy so với thú vật, chúng ta có hơn gì không? Hay là căn bản chúng ta ác và tàn bạo hơn các thú vật rất nhiều? Những người Kitô giáo có bao giờ nghĩ về vấn đề này không? Mỗi khi tôi thấy người ta vinh danh những khoa học gia phát minh ra những vũ khí độc hại, có thể phá tan các công sự và giết được nhiều người. Trong số này hình như có một người Việt Nam nào đó, tôi thấy những người Kitô thực sự đang mạ lị Thiên Chúa của họ nếu họ tin rằng Thiên Chúa đã sáng tạo ra loài người. Những khám phá khoa học bắt nguồn từ thuyết tiến hóa về vũ trụ và con người rất phù hợp với tư tưởng đặc thù của Phật giáo, rằng tất cả mọi sự vật trên thế gian đều liên hệ tới nhau và tất cả đều nằm trong luật vô thường. Mặt khác, khoa sinh học ngày nay cũng đã chứng minh là các loài khỉ cũng như các giống người đều có cùng nguồn gốc từ xa xưa, từ những tổ tiên mà trong đó đã có sẵn mầm mống tính người, chứ không phải là khỉ tiến hóa thành người. Hơn nữa, chúng ta đã biết, giáo sư Trịnh Xuân Thuận đã nhận định trong cuốn Sự vô tận trong lòng bàn tay dựa trên những kết quả khoa học cận đại chính xác nhất. Tiến hóa từ những cát bụi của những ngôi sao, chúng ta chia sẻ cùng một lịch sử vũ trụ với những con sư tử trong những vùng hoang mạc và những bông hoa tỏa mùi thơm,
Phải chăng Đức Phật đã quán chiếu thấy rõ những chân lý này cho nên Phật giáo đã là tôn giáo duy nhất ở trên thế gian, chủ trương hòa bình, không sát sinh. Không những con người hòa bình với con người mà còn hòa bình với mọi chúng sinh, với cả cây cỏ. Bất hạnh thay, về phương diện tâm linh, đa số trong nhân loại vẫn còn đi sau Phật giáo khá xa. Cho nên trên thế giới ngày nay luôn luôn vẫn còn những cảnh chém giết và tàn sát lẫn nhau, hủy diệt môi sinh, v.v. Tất cả chỉ để phục vụ cho niềm hoang tưởng mà mọi thứ đều thường hằng, và để thỏa mãn những ham muốn vật chất mà bản chất là vô thường và thường gây tác hại cho chính bản thân và cho cả xã hội này. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần cuối trong phần 2 Phật giáo và khoa học trong quyển sách Con người và vũ trụ. Chúng tôi rất hy vọng quyển sách sẽ mang lại thật nhiều những kiến thức và góp phần thay đổi cuộc sống của chúng ta một cách tích cực. Chúng ta hãy cùng đón theo dõi những quyển sách tiếp theo ý nghĩa không kém trên trang web khoasachnoi.com.vn.